Úc đã ban hành lệnh thiết quân luật vào buổi tối trong thị trấn Alice Springs sau các vụ bạo lực. Vào thứ Hai ngày 8 tháng 7, chính phủ của Úc đã áp đặt lệnh thiết quân luật vào mỗi tối kéo dài 3 đêm tại thị trấn du lịch Alice Springs sau một số vụ bạo lực, bao gồm một vụ tấn công đối với 4 cảnh sát làm nhiệm vụ trong các ngày qua. Lệnh thiết quân luật áp dụng từ thứ Hai tới thứ Tư, từ 10 giờ tới 6 giờ sáng giờ địa phương. Theo đạo luật mới được ban hành vào tháng 5, sở cảnh sát có quyền áp đặt lệnh phong tỏa trong 3 ngày nhằm kiểm soát bất kỳ vụ bạo lực nào và có thể yêu cầu chính phủ gia hạn. Một lệnh thiết quân luật dành cho thanh niên kéo dài 2 tuần đã được tuyên bố vào tháng 3 tại thị trấn Alice Springs sau một cuộc ẩu đả hàng loạt gồm 150 người tham gia. Những người gốc Palestine đã đào đống đổ nát để tìm kiếm những người đã thiệt mạng do cuộc không kích của Israel. Thưa quý vị, vào ngày thứ Ba 9 tháng 7 ngày hôm qua, thì những cư dân gốc Palestine đã phải đào một đống đổ nát để tìm kiếm những người đã bị thiệt mạng do cuộc không kích của Israel vào một tòa nhà tại một cái trại tị nạn có tên là Al Nusairat. Họ đã lao vào kéo xác những người chết ra bằng tay và hoàn toàn thiếu những cái dụng cụ. Khu vực này cần thêm trang thiết bị và cái nhóm cứu hỏa dân sự nhiều hơn để có thể trợ giúp rút các xác người từ dưới đống đổ nát của ngôi nhà. Trên toàn dải Gaza thì các cuộc không kích của quân đội Israel đã giết chết gần 30 người Palestine vào ngày thứ Ba. Số người Palestine thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Israel kéo dài 9 tháng này đã đạt lên con mức là 38.243 người, thưa quý vị. Năm binh sĩ Ấn Độ bị thiệt mạng sau màn tấn công của phe chiến binh khủng bố ở vùng Kashmir. Một nguồn tin quân sự vào thứ Ba ngày 9 tháng 7 cho biết nhóm chiến binh Pakistan đã tấn công một đoàn xe quân đội Ấn Độ tại vùng Jammu và Kashmir, giết chết ít nhất 5 binh lính. Theo thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, nhóm chiến binh đã phóng hỏa tiễn vào đoàn xe tại quận hạt Kathua vào thứ Hai ngày 8 tháng 7 sau khi tấn công bằng một quả lựu đạn. Các hoạt động chống khủng bố đang diễn ra tại vùng Jammu và Kashmir. Vào tháng 6, các vụ tấn công của phiến quân tại khu vực Jammu và Kashmir đã làm thiệt hại 12 người và làm bị thương hàng chục người khác. Bản tin kế tiếp cho biết cao ủy nhân quyền của Liên Hợp Quốc cho biết họ đang điều tra một người bộ tập thể ở tại biên giới của Libya và Tunisia. Vào ngày thứ Ba 9 tháng 7, thì cao ủy nhân quyền của Liên Hợp Quốc cho biết văn phòng của họ đang theo dõi các báo cáo về một mồ chôn tập thể bên trong chứa đựng thi thể của ít nhất là hàng chục người được phát giác trong sa mạc dọc theo biên giới của Libya và Tunisia. Vào tháng 3, ít nhất là 65 thi thể của người di cư đã được phát giác trong một ngôi mộ chôn tập thể ở phía tây nam của Libya. Thi thể của những người kém may mắn đã được đưa tới sở pháp y để có thể xác nhận danh tính cũng như là thời điểm tử vong. Chính phủ của Libya và Tunisia gần đây đang gặp áp lực từ Âu Châu để có thể ngăn chặn người di cư rời khỏi bờ biển của họ, khi mà số lượng người vượt biển, đặc biệt là từ châu Phi cận Sahara, đang gia tăng. Phía Dân Chủ ở Quốc hội chia rẽ về việc loại bỏ Biden hay không. Vào thứ Ba ngày 9 tháng 7 là ngày quan trọng đối với Tổng thống Joe Biden cũng như tương lai chính trị của ông, vì một số nhà lập pháp cho biết kết quả họp của phía Dân Chủ tại Thượng viện và Hạ viện có thể sẽ quyết định số phận của ông. Mặc dù Tổng thống Biden đã tuyên bố sẽ không dừng tranh cử, các nhà lãnh đạo hàng đầu của đảng Dân Chủ cho CNN biết quyết định cuối cùng thuộc về giới lãnh đạo đảng, như là Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, trưởng khối đa số Thượng viện, và dân biểu Hakeem Jeffries, trưởng khối thiểu số Hạ viện. Trước khi họp, 6 dân biểu Dân Chủ đã công khai kêu gọi ông Biden rút lui. Tổng thống của Hoa Kỳ đã đọc diễn văn khai mạc hội nghị thượng đỉnh NATO. Hôm thứ Ba 9 tháng 7, thì Tổng thống Joe Biden của Hoa Kỳ đã đọc diễn văn để khai mạc hội nghị thượng đỉnh NATO ở tại Washington DC. Bài diễn văn này được coi là một cuộc kiểm tra thể lực và sự minh mẫn đối với lại Tổng thống Biden. Tổng thống Biden cũng đang phải chứng tỏ ông vẫn còn khả năng lãnh đạo Hoa Kỳ dù tuổi đã cao, sức yếu. Tổng thống Biden nhân dịp này loan báo cấp hệ thống phòng không mới cho Ukraine, vốn là một trong những yêu cầu hàng đầu của nước này tại hội nghị. Sau bài diễn văn, thì Tổng thống Biden cùng với lại nhà lãnh đạo của Hà Lan, Đức, Ý, Romania và Ukraine đã ra một tuyên bố chung nhấn mạnh là chúng tôi xin nói rõ với lại Moscow và thế giới, sự ủng hộ của chúng tôi dành cho Ukraine là mạnh mẽ và không thể lay chuyển. FAA ra lệnh kiểm tra 2.600 phi cơ Boeing 737 vì trục trặc mặt nạ dưỡng khí. Ngày thứ Hai, ngày 8 tháng 7, cơ quan hàng không liên bang FAA đang yêu cầu kiểm tra 2.600 phi cơ Boeing 737 vì mặt nạ dưỡng khí cho hành khách có thể bị hư trong trường hợp khẩn cấp do dây đeo mặt nạ đã bị mắc kẹt.
FAA cho biết họ đang yêu cầu kiểm tra các phi cơ 737 Max và phi cơ thế hệ tân tiến sau khi có nhiều tường trình cho rằng mặt nạ tạo oxygen trong khoang dịch vụ hành khách có thể bị lệch khỏi vị trí, dẫn tới không thể cung cấp đủ oxygen cho hành khách trong trường hợp giảm áp suất. FAA cho biết mệnh lệnh kiểm tra mặt nạ tạo khí oxygen có hiệu lực ngay lập tức và yêu cầu thanh tra cũng như hành động sửa chữa trên phi cơ 737 nếu cần trong vòng 120 tới 150 ngày sắp tới.